Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Lịch phát sóng của buổi tối lúc 20 giờ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Quái Nhân Trên Giường Bệnh, tác giả Phi Hưng. Phi Hưng là cây viết mà khi được giới thiệu đến cho quý thính giả của kênh chúng ta, mang một cái màu sắc rất là hài hước nhưng cũng không kém phần tâm linh ma mị. Ở hai bộ truyện gần đây thì Phi Hưng đã thử sức ở một cái kiểu truyện nó nghiêm túc hơn. Thì quý thính giả nghe cho Huy xin đánh giá cảm nhận xem như thế nào, quý thính giả thích nghe thể loại nào nhiều hơn đối với Phi Hưng nhé. Và cũng đừng quên theo dõi trang Facebook của cậu ấy, Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe Quái Nhân Trên Giường Bệnh, tập cuối. Thấy không từ chối được cô bé tốt bụng, Huyền đành hứa sẽ đi cùng với cô vào lúc 12 giờ đêm nay. Tuy gật đầu đồng ý, nhưng thực ra ngay từ đầu, Huyền đã không muốn con bé này xen vào chuyện cá nhân của cô. Cho nên khoảng 10 giờ tối, nhân lúc Thủy không để ý, vẫn đang cầm cuội trong bếp chuẩn bị cho công việc vệ sinh ông Khánh, thì Huyền đã nhanh chân lẻn ra bên ngoài, chạy biến đi mất dạng trong màn đêm đen kịch. Thấy Huyền len lén đi trước, ông Khánh nhìn theo suy tư rồi khẽ cười, xem như cô pháp sư này cũng rất biết điều đó. Một lát sau Thủy đi lên nhà, không thấy cô chị đâu cả thì hoảng hồn. Cô tìm khắp xung quanh nhưng cũng không thấy đâu, gọi mãi không có ai trả lời. Cô biết mình đã bị bỏ rơi rồi. Thủy chạy vào nhà, nước mắt nước mũi tèm lem mà hỏi ông Khánh, ông ơi, chị Huyền đi rồi, bây giờ làm sao đây? Sao ông không gọi cho con biết chứ? Ông Khánh nằm trên giường chỉ thở hắt ra một hơi rồi nhắm mắt lại, không trả lời cô cháu gái. Thủy vốn nhút nhát sợ bóng tối, lúc này đột nhiên bạo gan, quyết định sẽ đuổi theo Huyền. Cô đang muốn tìm đèn pin thì chợt lúc đó một giọng cười ma quái trầm bổng vang lên. Thanh âm lúc lanh lảnh, lúc lại trầm trầm vang vọng khắp ngôi nhà. Gió từ đâu xuyên qua các lá cửa, thổi vào lạnh buốt khắp cả gian phòng. Thủy hoảng sợ, hai vai so lại, răng va vào nhau lập cập. Cô nhận ra cái tiếng cười này, đây chính là tiếng cười của con quỷ áo đen đêm hôm đó đã đến bên cửa sổ, định bắt mất hồn cô bé dẫn đi. Giọng cười ma mị kia chợt dừng lại một chút, rồi phát ra tiếng nói câu hồn. Thủy, ra đây, đi với tao nè. Thân thể đang trung lên theo từng đợt của cô sinh viên đột nhiên khựng lại, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn. Những cơn gió lạnh buốt ngày một mạnh hơn, làm tóc cô bé tung bay rối mù. Nhưng Thủy đã không còn cảm giác gì nữa, bước chân bắt đầu cứng nhắc, từng bước một mà tiến ra phía bậc cửa. Cái thanh âm quỷ quái kia cứ như một khẩu lệnh đến từ âm ti, khiến cho toàn thân cô bé không tự chủ mà chăm chắp nghe theo. Bước ra tới bên ngoài, dưới ánh trăng, bóng dáng của con quỷ áo đen với khuôn mặt biến dạng lồi lõm, toàn thân đang chảy đầy máu mủ tanh hôi mà đứng đó, nhìn cô với ánh mắt thèm muốn. Miệng của nó rách ra, cười vang như đắc ý lắm. Chuyện này giống nằm trong toan tính của tên pháp sư Bằng. Hắn biết Huyền đang ở nhà của Thủy để bảo vệ cho cô, nên cố tình hẹn Huyền ra ngoài để tách hai cô gái khỏi nhau, rồi tranh thủ lúc Huyền đã rời đi đến chỗ hẹn, liền sai con âm binh tới đây để đoạt mạng cô sinh viên. Nhưng hắn đã tính sai hai chuyện. Thứ nhất là con âm binh này đã thành tinh, tự sinh ra được chủ ý, muốn một mình độc chiếm cơ thể của cô bé có ngày sinh tháng sinh là thuần âm, giống là bảo vật trong mắt của lũ âm tà. Chúng nó rất khó có thể chống cự lại khát vọng chiếm hữu này. Thứ hai là gã đã cố tình xem thường mà quên đi, trong căn nhà này còn có một người đàn ông bí ẩn đang nằm liệt ở trên giường bệnh, mà đêm nay ông Khánh lại đang chính thức có mặt tại hiện trường. Con quỷ lừ lừ tiến lại phía cô bé, ánh mắt nó lộ rõ vẻ khoái trá. Đêm nay không có ai ngăn trở việc tốt của nó nữa rồi. Sau khi đoạt được cái thể xác chí âm hàng này, con quỷ sẽ một bước lên mây, quỷ lực tăng trưởng trở nên hùng mạnh, không cần ngán ngại bất kỳ ai, bị ai sai khiến. Đúng lúc mà nó tiến tới thì từ trong nhà vọng ra một tiếng hừ lạnh, kèm theo đó là một tiếng quát lên giận dữ.
yêu quỷ gan to bằng trời rồi. Tao chưa đi tìm mày tính sổ môn nợ, dám đụng vào cháu gái của tao, vậy mà mày dám mò tới tận cửa sao? Thế thì hôm nay sẽ là ngày tan của mày. Một tiếng vuốt xé gió vang lên, từ trong nhà bay ra một đạo bùa màu vàng, nhắm thẳng đến thân ảnh của con quỷ. Kỳ lạ là đạo bùa này làm bằng giấy mỏng, nhìn rất nhẹ nhàng mềm mại, vậy mà lại bay với một tốc độ cực nhanh, còn lao thẳng xé gió như một loại ám khí bằng kim loại. Con quỷ chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì lá bùa đã đánh trúng vào giữa người nó, chui sâu vào trong cơ thể rồi mắc lại tại chỗ đó. Con quỷ phát ra một tiếng gào trú tê tâm liệt phế, đau đớn đến tận tâm can. Người nào nghe thấy hẳn cũng phải lạnh người đi. Cảm giác như thể nó đang bị ngũ mã phanh thây, bốc ra từng lớp thịt, như đang chịu hình phạt lăng trì. Toàn thân nó biến đổi sang một màu xanh lá đậm, khuôn mặt lồi lõm quỷ dị lúc này lần lượt vỡ ra từng mảng thịt thối, phun ra hàng loạt những tia nước đặc nhầy nhụa chảy xuống khắp thân. Toàn cơ thể của nó từ từ biến dạng, da thịt chảy xệ xuống như bị lột sống ra. Từng mảng thịt rơi xuống đất rồi bốc lên khối đen xì xèo, tiêu biến vào trong hư không. Lúc thân thể của nó chỉ còn lại phần đầu và cổ, chưa kịp bị ăn mòn, nó gào lên một câu cuối cùng: Xin tha cho. Cùng với tiếng hét càng ngày càng nhỏ của nó, phần còn lại của bóng quỷ cũng bị ăn mòn thành bụi đất rồi theo gió mà tan đi. Con âm binh tay sai hùng mạnh, chỉ trúng một đạo bùa đã bị đánh cho hồn siêu phách tán, nhận đủ đau đớn trước khi tiêu biến trong thiên địa. Từ trên không rơi xuống một lá bùa, lúc này lá bùa đã hóa sang màu xanh lá, ướt sũng dịch nhầy, nổi lên những bọt bong bóng như đang bị bốc hơi. Chiếc vòng đeo tay có túi thơm trên cổ của nhóc Thủy bay lên một làn khói nhỏ, cơ thể cô sinh viên dần ấm nóng lên. Chiếc vòng chỉ trong một khắc đã hủy đi quỷ khí còn lại quấn quanh thân cô. Thủy nhanh chóng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cảnh vật tối đen trống rỗng trước mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong nhà có tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Cô bé há hốc mồm khi thấy cái người đang đi đến bên cạnh. Vẫn là ông lão có mái tóc hoa râm, râu tóc dài với khuôn mặt đầy hung dữ, ánh mắt đầy sắc lạnh. Chính là ông Khánh. Nhưng nào còn phải cái dáng vẻ bại liệt nằm trên giường. Ông Khánh bây giờ đang đứng vững bằng hai chân, thông thả cất từng bước một rất chắc chắn. Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lăng lệ mà nhìn thẳng tới, khí độ của một bậc đại tông sư. Tuy ông chỉ khoác lên một bộ đồ ngủ giản dị, nhưng ông đi đến đâu, không khí xung quanh lạnh xuống đến đó. Khắp người ông dày đặc sát khí, thể hiện ra một cơn giận đã lên tới tột điểm. Thúy chạy lại bên người ông mà cô yêu quý, không hề có một chút dè chừng nào, giày giày tay áo của ông mà hỏi ngay: Ông ơi, ông đi được rồi nè, ông lành bệnh từ khi nào vậy? Ông Khánh quay nhìn sang cô bé. Chỉ khi nhìn vào đứa cháu gái nhỏ nhắn này, ánh mắt ông ta mới dịu đi, phát ra một tia nhu hòa, yêu thương. Ông xoa đầu Thủy rồi nói: Chẳng phải con nói con chính là cát tinh của ta sao? Chỉ cần có con bên cạnh thì cái thân già này lành lại lúc nào không hay đó. Vẫn là một lý do khập khiễng như cũ. Thủy vốn thật thà nên cũng không nghĩ thêm gì về câu trả lời này. Không hề nghĩ tới một chuyện, rằng người ông của mình vốn hoàn toàn không hề bại liệt gì cả. Ông chỉ cố ý trở thành phế nhân trong mắt của người khác vì một nguyên do thầm kín nào đó mà thôi. Cô bé không ngừng nói ra những câu vui mừng. Một lúc sau thì đưa mắt run sợ nhìn xung quanh mà hỏi ông: Ông ơi, con quỷ lúc nãy nó đâu rồi? Ông Khánh vỗ vai trấn an cô, nói rằng nó đã bị ông diệt trừ rồi. Nói xong, ông đưa ánh mắt hướng lên trời cao. Đêm nay trăng hiện lên nửa mặt, tỏa ra lớp ánh sáng dịu nhẹ bao phủ cả một vùng làng quê. Đôi mày của ông Khánh nhíu lại. Chính lũ khốn chung mày ép tao phải hiện thân, vậy thì đừng có trách. Hôm nay tao sẽ mở sát giới, đưa chúng mày xuống bên dưới mà đoàn tụ với nhau. Rồi ông quay trở vào trong nhà, thay tạm một bộ đồ khác,
khoác lên cái tay nải rồi bước ra cửa. Tuy đứng bên cạnh tò mò nhìn, ông Khánh tiến lại chỗ cô mà nói: "Nè, cháu gái ngoan, đi theo ông đi. Tụi nó một hai muốn bắt con, vậy thì hãy cứ tới đó cùng với ta. Để lão già này coi thử kẻ nào dám có can đảm mà ra tay." Câu nói đầy khí thế bá đạo, Thủy nửa hiểu nửa không, nhưng cũng ngoan ngoãn chạy theo sau lưng ông. Một già một trẻ thông thả bước đi về hướng giữa làng. Những kẻ có mặt ở đầm thùng luồng không hề hay biết kiếp số của bọn chúng đang tới gần rồi. Lại nói về Huyền, sau khi đi khỏi nhà ông Khánh, cô cẩn thận nấp vào một bụi cây ven đường để xem cô nhóc kia có đuổi theo hay không. Nếu thật là đuổi theo, cô buộc lòng phải đánh nó ngất xỉu mà lôi trở về thôi. Mạng của một mình cô không sao, Huyền không quan tâm, nhưng tuyệt đối không muốn vì mình mà liên lụy tới cô bé hiền hậu kia. Chưa kể nếu như con bé xảy ra chuyện gì, cái lão già trên giường bệnh kia hẳn sẽ y lợi mà tìm cả tông môn nhà cô đi đổ sát, một mạng cũng không tha. Sát khí cực mạnh trên thân của người kia rõ ràng chỉ có kẻ giết người hàng loạt mới thể hiện ra được như vậy thôi. Chờ mãi không thấy ai đuổi theo, Huyền thầm thở phào, chạy ngay tới chỗ hẹn với tên đạo sĩ Bằng. Sau một lát cũng tới nơi. Trăng đêm nay khá sáng, soi rõ khu vực trống trải ở đầm thùng luồng. Mặt nước của hồ đêm nay không yên tĩnh, mà gợn sóng liên tục từ vị trí giữa lòng nước phát ra. Từng cơn sóng nhỏ cứ nối đuôi nhau đập vào bờ, kêu loạt xoạt lên liên hồi. Làn nước chốn dĩ xám bạc vì hơi bùn, đêm nay hoàn toàn đen ngòm, như có cái gì đó quẩy đạp ở dưới đáy, làm cho bùn lầy tốc lên bên trên. Ở trên bờ có một thân ảnh đạo bào trắng tinh đang đứng chắp tay ở đó, như đang chờ đợi, chính là pháp sư Bằng. Huyền không chút hoảng hốt nào, thản nhiên đi ra, cất giọng lạnh lùng nói: "Cái hồ này âm khí nồng đậm, rốt cuộc là anh có âm mưu gì vậy? Anh đến cùng là muốn làm ra cái gì?" Bằng quay đầu lại, cười lên gian xảo, xì một tiếng như coi thường, rồi nói: "Mày sắp chết tới nơi rồi, hổ nhiều làm gì chứ?" "Muốn giết tôi, một mình anh làm nổi sao? Còn có ai xung quanh thì gọi ra hết đi." Một tiếng loạt xoạt của lá cây vang lên. Lão trưởng làng Ngạn từ trong bụi rậm bước ra, tay lão lăm lăm cây gậy gỗ, khuôn mặt hung dữ vô cùng. Lão gằn giọng nói: "Còn có tao nữa, con nhỏ nhiều chuyện không biết điều kia, đánh đuổi mấy lần không chịu rời đi. Đã vậy thì hôm nay đó, mày hãy xuống dưới đầm mà làm mồi cho thùng luồng đi thôi." Huyền nghe tới hai chữ thùng luồng thì hơi nhíu mày. Cái sinh vật chỉ có trong thần thoại thực sự tồn tại hay là sao? Quá tra bọn hắn làm tất cả là muốn kiếm tiền để nuôi sống con quái vật trong cái đầm nước đó. Đạo sĩ Bằng nhếch mép nói: "Còn chút nữa thôi, thị xác con nhỏ kia cũng sẽ được đem tới đây. Yên tâm đi sư muội à, hai đứa mày xuống đó để có thể bầu bạn, không cô đơn đâu." Huyền nghe xong thì thất sắc nói: "Khốn kiếp, anh đã làm gì?" Bằng xua tay cười cợt: "Có làm gì đâu chứ, mày đi rồi, con nhỏ chỉ còn lại một mình với lão già bại liệt. Mày nói coi, cơ hội tốt như vậy, tại sao không chớp lấy để mà đi bắt nó về đây chứ?" Huyền thở dài ra ngao ngán. Cô không hề lo cho Thủy, vì cô biết ông lão Khánh đang ở đó. Cái tên sư huynh này tuy là phản đồ, nhưng cũng tính là một người trong môn hạ của sư phụ mình. Lần này xem như triệt để đắc tội với ông lão bí ẩn kinh khủng kia rồi, có giải thích cũng bằng thừa thôi. Huyền phá lên cười đầy chua xót: "Anh Bằng à, anh một đời tự đắc, tính toán kế sách với người này người kia, nhưng lần này phạm sai lầm lớn rồi đó. Rất lớn là đằng khắc. Tai họa này á, dẫn đến không chỉ anh mà cả tông phái chúng ta đều gặp đại kiếp nạn rồi đó." Thấy biểu tình trung trảy cùng giận dữ của con nhỏ giống ngông cuồng kiêu ngạo, các Bằng đột nhiên có chút bất an, liền quát lên: "Ờ, mày nói điên khùng cái gì vậy?" "Tôi nói là anh đã chọc phải một người không nên chọc rồi. Anh có phải đã sai con âm binh lúc trước đi làm việc hay không? Vậy thì anh thử triệu quán nó xem."
để coi nó có còn quay về được nữa hay không hả? Bằng chột dạ, vội đưa tay lên bắt ấn đọc chú triệu hồi. Được một lúc thì vẻ mặt của hắn tái xanh đi, một bộ rất khó coi, gào lên rồi xông tới. Không thể nào, nó chết rồi. Là ai làm chứ? Nó không thể nào. Mày nói cho tao biết mau. Hai quynh muội đồng môn đồng loạt lao vào nhau mà quyết chiến. Làm pháp sư, lúc so tài không phải so đấu pháp thuật thư ếm, thì là so về âm binh luyện quỷ. Cách cuối cùng chính là kiểu so đấu này đây, dùng võ thuật quyết đấu, tập bát ban võ nghệ mà so tài. Giống lúc đầu tên đạo sĩ Bằng tự tin lắm, sẽ kết hợp với quỷ binh ra tay mà chế phục người đồng môn, nên chỉ gọi theo Lão Ngạn chứ không có thêm bọn lưu manh hỗ trợ, vì sợ nhiều người hỗn tạp dễ lộ bí mật ra. Nhưng giờ đây con quỷ đã bị đánh cho tan xác, hắn chỉ còn cách đơn đả độc đấu võ thuật với đối phương. Hai người là học trò chung một vị thầy, nên bộ phép lẫn nhau đều đã hiểu rõ, căn bản là không có chỗ để dùng trong cái tình huống như thế này đây. Lão Ngạn thì tuổi cũng không còn trẻ, ở bên ngoài chỉ có thể sớ trớ tung ra vài đòn đánh để hỗ trợ. Huyền thì có võ thuật rất cao, chỉ hai người trước mặt cô không ngán ngại một chút nào. Đột nhiên có hai tiếng vuốt xé chó vang lên, Huyền hét lên đau đớn. Hai bắp chân của cô vừa bị thứ gì sắc nhọn phóng tới, cắm sâu vào da thịt. Huyền lão đảo khuỵu xuống thì bị Lão Ngạn đánh mạnh một kệ vào lưng, ngã sấp mặt xuống khoảng sân ẩm ướt đầy cỏ dại. Trên chân của cô pháp sư đang có hai thanh sắt được rèn đúc theo hình dạng của phi tiêu, nhỏ chừng một ngón tay cái, đầu nhọn đã cắm sâu vào da thịt của cô gái, máu theo đó mà tuôn chảy ra ngoài. Phía sau lưng Huyền phát ra một tràng cười lanh lảnh đầy khoái trá. Kẻ đánh lén đi ra, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, có vẻ ngoài hiền lành phúc hậu, chính là ông Bình, là sư đệ đồng môn của ông Khánh. Trước đó ông ta còn nói với ông cháu lão Khánh là phải đi xa vài hôm, không hiểu tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây, còn ra tay đánh lén Huyền. Dường như cả ba người này đã có một sự hợp tác chuẩn bị từ trước. Vẻ mặt ông Bình lúc này đanh lại, nào đâu còn cái dáng vẻ hiền lành như mọi khi. Khuôn mặt tròn trịa phúc hậu của ông ta bây giờ chỉ toàn những vết nhăn nhúm co lại với nhau. Ánh mắt dần trở nên sắc lẹm như dao cạo, nụ cười hiền từ cũng biến mất, thay vào đó là một cái cười dữ tợn. Hắn cất giọng đe dọa: "Hai tên vô dụng chỉ toàn làm hỏng việc của ta. Một con nhỏ 20 mấy tuổi mà không bắt được, rồi một con pháp sư quèn cũng phải khiến ta ra tài mới chế phục được. Cái lũ chúng mày đúng là giả áo túi cơm mà." Các bạn cúi đầu như nhận lỗi, chấp nhận nghe trách mắng. Rồi hắn lấy kiếm gỗ dí mạnh vào vai của em đồng môn mà giày xéo. Huyền kêu lên đau đớn. Bà ngồi thập xuống chỉ chiếc: "Con nhảy, mày có biết điểm yếu chí mạng của mày là cái gì hay không? Là quá tự cao, quá xem thường người khác. Hai lần đều chủ quan bị tao đánh lén mà không hề rút ra được một chút kinh nghiệm nào sao? Trong mắt sư muội có lẽ mày giỏi, nhưng mà trong mắt tao thì mày là đứa dễ đối phó nhất trên đời của tao đó." Trưởng làng Ngạn tiến tới bên cạnh ông Bình, cất giọng xu nịnh nói: "Thưa ông, nhờ có ông mà chúng tôi thu phục được con nhỏ này nhanh tới vậy đó. Ông đúng là tài nghệ cao thâm, được theo ông là may mắn của Ngạn này." Lão Bình lúc này cười phá lên, vỗ vỗ vai trưởng làng: "Chút chuyện nhỏ thôi, sau này ông cứ đi theo tôi, làm theo lời tôi nói thì vinh hoa phú quý hưởng không hết đâu." Thì ra cái kẻ đứng sau mọi âm mưu đang tiến hành trong làng Hoàng Thạnh này không phải là hai tên Bằng và Ngạn kia, mà chính là cái tên có bộ dáng phúc hậu để đây, là Lão Bình, sư đệ của ông Khánh. Lão Bình cũng giống như ông Khánh vậy, cũng đều là pháp sư có đạo hạnh cao thâm, tinh thông nuôi quỷ. Gần đến cuối đời, ông ta không muốn chỉ đơn thuần nuôi âm binh nữa, mà chuyển qua nuôi một thứ tà ác hơn ở trong cái đầm nước này, chuyên ăn linh hồn và xác sống để mà tu luyện. Con quái vật bên dưới hồ kia nếu được cho ăn đầy đủ mà trưởng thành, sẽ không chỉ là một tay sai có nhiệm vụ thủ hộ mạnh mẽ của tên pháp sư,
mà nó còn được xem như một thứ âm binh kiểu mới, lợi hại vô cùng, là một công cụ để sai khiến kiếm tiền rất thuận tiện cho sau này. Gã nuôi luyện tà thuật ở làng này được hơn 3 năm thì ông Khánh đột ngột xuất hiện, thuê người cất nhà ở lại cuối làng. Bình là một kẻ đa nghi, cho nên giả vờ tới thăm hỏi, kỳ thực là tới thăm dò thực hư. Nhưng sau khi biết người huynh đệ này đã bại liệt toàn thân thì đã hoàn toàn bỏ qua, còn rất xem thường. Tuy thế với bản tính đa nghi không hề thay đổi, thường nhiều lần thăm dò. Lần gần nhất là sai thằng Bình lệnh cho con quỷ đến nhà thử tấn công ông Khánh. Các bạn không biết quan hệ giữa hai người này, cho nên y theo lệnh mà làm thôi. Cuối cùng khi nghe bạn báo cáo lại về sự việc vô hại của người đàn ông bại liệt, lúc này tên Bình mới thực sự yên tâm. Một người tàn phế có thể làm khó hắn được chuyện gì nữa chứ. Bình lại trưng ra cái bộ mặt hiền lành giả tạo, cười nói với hai người đang làm việc cho hắn. Sâu trong ánh mắt đó là một sự mỉa mai, vì hắn đêm nay cũng muốn xử đẹp hai người kia một thể luôn. Bí mật và quyền lợi sau khi nuôi quỷ, gã muốn một mình độc chiếm hết. Đạo sĩ Bằng và trưởng làng Ngạn chỉ là một công cụ cho hắn lợi dụng sai khiến mà thôi. Bây giờ cái thứ ở dưới đầm kia sắp nuôi luyện thành công, hắn còn muốn giữ lại họ làm cái gì nữa chứ? Nhìn lại tổng thể mối quan hệ hợp tác mờ ám của ba người, thì chỉ có lão trưởng làng Ngạn là ngây thơ nhất, cứ nghĩ rằng sẽ được chia chác thành quả sau khi xong việc. Còn lão Bình và Bằng thì đều theo đuổi dạ tâm riêng, cùng chung ý tưởng muốn giết chết đối phương để một mình độc chiếm thành quả. Vấn đề là ai sẽ thành công ám toán được đối phương trước mà thôi. Huyền vẫn đang bị gã sư huynh độc ác dí thanh kiếm gỗ đâm khắp mình mẩy. Cơn đau dữ dội làm cho cô kêu lên đau đớn. Đừng coi thường chỉ là một cây kiếm gỗ, tên Bằng giỏi nhất là biết cách hành hạ người ta. Lão Bệnh đưa mắt nhìn mặt nước đang gần sóng cho cười nói: Trước mắt đó, sẽ cho con nhỏ này xuống đầm nước làm thức ăn đã. Chắc là nó đói lắm rồi, phản ứng trên mặt nước mạnh như vậy mà. Như đáp lại lời nói của hắn ta, từ giữa hồ trào lên một đợt bọt khí lớn, kêu lên ủng ủng như đang bực tức. Lão Bình trầm ngâm một lúc rồi thở dài tiếc nuối: Tiếc là không bắt được con nhỏ có thân thể thuần âm đó, nếu không thì việc sớm hoàn thành rồi. Con quỷ binh hơn 20 năm nuôi luyện cũng bị đánh chết. Xem ra gã sư huynh này của ta vẫn còn chiêu bí mật để bảo hộ cho con bé. Hôm ta hỏi con nhỏ về ngày sinh tháng đẻ, có lẽ hắn đã nghi ngờ ta từ lúc đó rồi. Nhưng mà dù như thế thì đã sao, chỉ là một tên bại liệt toàn thân mà thôi, có thể làm ra trò trống gì chứ. Lần sau ta sẽ đích thân ra tay bắt lấy nó. Chợt một giọng nói lạnh băng từ sau lưng hắn đột ngột truyền tới. Đất cười, mày nghĩ còn có lần sau nữa hay sao? Lão Bình quảng hồn quay đầu lại. Cái thanh âm này hắn quá quen thuộc, chính là người sư huynh đồng môn tên Khánh kia. Sau lưng lão Bình, một già một trẻ đang nhàn nhã đi tới, chính là hai ông cháu của Thủy. Thủy nép sát bên người ông, bộ dạng sợ hãi khi thấy Huyền đang nằm trên đất, hai chân đang cắm ám khí đến chảy máu ra, còn bị tên pháp sư kia cắm kiếm gỗ vào người mà đai nghiến. Ông Khánh vẻ mặt lạnh lùng tới băng giá, ánh mắt xoáy sâu vào người sư đệ, như dã thú nhìn chằm chằm vào mục tiêu, một khắc không rời đi. Lão Bình trợn mắt nhìn trân trối khi thấy người sư huynh của mình đang bước đi từng bước vững chãi trên đôi chân, không có một bộ dạng nào tập tễnh cả. Hắn ở đâu mà còn không rõ, mình đã bị lừa rồi. Ông Khánh căn bản là không hề bị bại liệt. Lão Bình sợ hãi bước lùi lại phía sau. Sự sợ hãi này đến từ bản năng, bắt đầu hình thành nên từ khi lão vẫn còn thơ bé. Tên này pháp thuật cao thâm, không sai, nhưng đó là đem so sánh với người ngoài. Còn đối diện với người sư huynh tài năng với thực lực cực mạnh này, lão Bình không so nổi. Thiên phú của ông Khánh hồi đó phải gọi là thuộc bậc nhất nhì so với thế hệ cùng trang lứa. Vào thời thanh niên, có lẽ chỉ có thầy pháp tên là Tư, kẻ đã gác kiếm quy ẩn rất lâu rồi, mới có thể đánh ngang hàng với vị sư huynh này của mình thôi. Hai thiếu niên thiên tài này đi hai con đường khác nhau,
người thầy pháp tên Tư đó theo con đường chính tu, còn ông Khánh lại đi theo đường tà tu. Kết cuộc của hai người vừa mới ra đời đã đối lập, cũng rất khác nhau. Thầy Tư sinh ra được một đứa con có thiên phú kinh khủng, người đời xưng tụng là đệ nhất pháp sư Phượng Thánh. Còn lão Khánh, vợ chết thảm, cửa nát nhà tan, mất tích hoàn toàn trong 3 năm về trước. Hung danh đệ nhất tà sư cũng theo đó mà chìm xuống, nhưng chưa có một ai dám quên đi. Bây giờ vị tà sư này đã xuất hiện theo đúng cái nghĩa của nó. Lúc trước tưởng rằng sư huynh của mình bị tàn phế, lão bệnh không để tâm, chỉ xem nhẹ. Nhưng bây giờ cái vị này rõ ràng đâu có bị bại liệt gì, đang đứng ở đây với khí thế hung tàn phát ra. Xét theo kinh nghiệm những năm quen nhau trước đây, lão bệnh biết rõ mình sắp gặp đại họa rồi. Ông Khánh tuyệt đối sẽ không niệm chút tình riêng nào cả. Ai chọc tới ông ta giết sạch. Mà ông Bình thì tuyệt đối không dám chống lại người này. Thấy kẻ cầm đầu trung chạy lùi lại, tránh xa ông cháu trước mặt, trưởng làng Ngạn và đạo sĩ Bằng tuy nghi hoặc nhưng cũng không chút do dự, bỏ qua Huyền đang nằm đó mà nhanh chóng lùi theo sau. Đạo sĩ Bằng không quen biết ông Khánh, cho nên hướng ánh mắt sắc lạnh mà đánh giá ông ta. Trưởng làng Ngạn thì quen thuộc hơn, vì đã gặp rất nhiều lần lúc đi quyên tiền. Nhưng giờ đây lão thấy người bại liệt kia sao xa lạ và đáng sợ quá. Chỉ một ánh mắt đảo qua cũng làm cho tên trưởng làng trung bắn lên, cứ như cọp giữ trình rập sát thân vậy. Lão Bình lắp bắp trung giọng nói: Anh Khánh à, anh lành bệnh rồi sao? Có bệnh tật gì cũng phải lành hết cả thôi. Vì tao có một tên sư đệ phản phúc như mày mà. Mày to gan thật, dám đụng tới người bên cạnh của tao, đến cả tao cũng dám tính kế ra tay. Mày hay lắm đó. Thủy vẫn còn đang trung trung, nắm chặt lấy cánh tay ông, nép phía sau lưng ông. Cô tuy lương thiện thật thà nhưng không có ngốc. Tình cảnh trước mắt cô hiểu rõ ràng, ba tên này chính là thủ phạm đã làm hại Huyền và muốn đoạt mạng cô tới 2 lần. Thủy không tin nổi những gì đang diễn ra. Một ông Bình phúc hậu hiền lành mà cô luôn yêu quý, quá tra lại là kẻ xấu như vậy. Ông ta diễn vai quá tốt trước mặt một đứa bé như cô rồi. Từ đầu tới cuối, ông ta chỉ muốn tiếp cận để đoạt lấy tính mạng của cô mà thôi. Ông Khánh vỗ vỗ vào tay trấn an cô, rồi quay sang nhìn người sư đệ, thẳng nhiên mà nói: Mày bây giờ đó, muốn chết theo kiểu gì? Nể tình đồng môn, tao có thể cho mày chọn cách chết nào nhanh nhất, ít đau đớn nhất. Đạo sĩ Bằng nghe thế thì toan vung kiếm lên mà chống trả, nhưng một cảnh hắn không ngờ tới lại đột ngột hiện ra. Lão Bình pháp lực cao cường mà hắn luôn e sợ, lúc này lại nhắm hướng ông lão mà vái lấy vái để, miệng la hét van xin: Sư huynh ạ, xin hãy tha cho em với. Em biết sai rồi, em biết sai rồi mà. Tên Bình thực sự choáng váng. Cái ông lão yếu ớt gần đất xa trời đang đứng trước mặt kia, có cái gì đặc biệt mà khiến cho lão Bình trung sợ như vậy? Đến cả phản kháng cũng không dám. Thủy đã chạy tới bên cạnh Huyền, nâng cô ta dậy mà băng bó vết thương. Ông Khánh bước tới đứng che chắn cho cô cháu gái, không nhanh không chậm quay đầu hướng ra đầm thùng luồng, nhìn một lúc rồi nói: Bình à, thứ kia là mày nuôi sao? Cũng được đó, đủ tà ác, rất là khát máu. Xem ra mày cũng lựa chọn đường tà tu giống anh rồi hả? Tiếng cười của ông Khánh trong đêm vang vọng khắp mặt hồ, như tiếng cười của ác ma sống lại, coi thường dạng vật. Bình cũng không ngừng dập đầu cầu xin: Em nuôi nó mà không xin phép anh, là lỗi của em, xin anh tha cho em một mạng với. Ông Khánh lắc lắc đầu, không để ý tới người sư đệ đang bái lại cầu xin, chậm chậm cất tiếng âm trầm mà đầy uy lực: Chuyện mày nuôi nó đó, tao không quản làm cái gì. Tội của mày là dám đánh chủ ý lên người bên cạnh tao, dám bỏ qua tao mà tính kế muốn đoạt mạng con Thủy đi. Tên Bình cúi đầu trung chảy, không cầu xin thêm nữa. Gã biết sư huynh của mình có 2 cấm kỵ: một là đụng tới bản thân hắn, hai là đụng tới người bên cạnh của hắn.
lão Khánh mất đi người thân, toàn bộ vợ con đều chết sạch, cho nên không nghĩ cũng biết lão yêu quý đứa cháu gái này như thế nào. Tên Bình cũng biết được hắn đã không còn đường thoát thân rồi. Ông Khánh toàn nói thêm điều gì thì bỗng dưng tiếng bước chân người đột ngột vang lên. Phía sau lão Bình đang có một nhóm người chạy tới, có khoảng tầm 10 người, thân mặc võ phục màu đỏ sẫm, lưng quấn đai vải, nhìn như một đoàn võ sinh vậy. Đi giữa là một ông lão tầm tuổi 50, đang được hai đệ tử dìu dắt, có vẻ như ông ta đã bị mù cả hai mắt đi. Huyền đang chữa thương, trông thấy ông lão mù thì mừng trở mà treo lên: "Sư phụ, người tới rồi." Người đàn ông mù này tên là Minh, một pháp sư kim chuyên tu phần thảo dược, cũng khá có tiếng trong giới đạo sĩ. Ông ta chính là sư phụ của Huyền và tên Bằng kia. Đạo sĩ Bằng trông thấy thầy của mình ra tới thì nhíu mày, hai mắt đảo quanh như đang tính toán điều gì đó. Lão Bình thì không còn phản ứng gì, vẫn quỳ ở đó mà gục đầu. Tên này đã hoàn toàn buông tha sự chống cự, đến cả phản kháng cũng không dám. Hơn ai hết, lão biết sư huynh của mình đáng sợ tới mức nào. Lão Khánh đối với nhóm người này chỉ đưa mắt liếc qua một cái rồi nhếch mép cười, hoàn toàn cũng không để tâm tới. Đột nhiên tên pháp sư Bằng xoay phát người lại, chộp lấy cây gậy gỗ lớn trên tay của trưởng làng Ngạn, rồi quay người vụt mạnh vào lưng lão Bình một cú như trời giáng. Tên Bình đang quỳ úp mặt, nào đâu có thể tránh né được, hự lên một tiếng đầy đau đớn. Bằng không ngừng tay, tiếp tục vung gậy đánh liên hồi, vừa đánh vừa hướng mặt về phía ông lão mù mà hét lên: "Sư phụ à, mày quá, thầy đã tới rồi. Con bị cái người này á ép buộc làm việc xấu. Bây giờ người tới rồi, sư phụ, mau cứu con với." Huyền tròn mắt ngạc nhiên. Tên sư huynh này đúng thật là gian xảo, chỉ một lời đã đổi trắng thay đen, tự biến thành người vô tội bị kẻ khác ép buộc. Đám người áo đỏ kia đã dìu được ông lão mù đến trước mặt Bằng. Người pháp sư mù lắc đầu, thở dài, miệng nói: "Ôi, ta dạy dỗ con từ nhỏ, tính khí như thế nào ta còn không rõ hay sao? Con bản tính thầm làm độc ác, giờ lại muốn dùng kế quản bình để tìm đường chạy trốn phải không?" Sư phụ, con... Thấy ý đồ bị vạch trần, tên Bằng á khẩu không biết phải nói sao. Đúng lúc này thì một tiếng hừ lạnh vang lên sau lưng. Lão Khánh đã tiến lại từ lúc nào, tay công thành trảo chụp mạnh vào cổ tên pháp sư gian xảo kia. Lão cười mỉa mai: "Đủ tâm kế, đủ thâm độc, mày cũng được lắm đó nhóc con à. Dung tao không muốn quản mày, nhưng từ khi mày sai quỷ đi tìm ông cháu tao thì mày chính thức nhận án tử rồi." Nói xong, lão đưa tay còn lại vào trong tay nải đeo trên lưng, bốc ra một nhúm bột mịn màu xanh lá, rồi dùng tay trét đầy lên mặt tên pháp sư. Số bột còn thừa lại, ông ta vung tay ném thẳng vào mặt tên trưởng làng Ngạn. Hai tên này vừa dính phải số bột thì đồng loạt gào trú lên mà đau đớn. Chúng la hét ngã ngửa ra đất, cong mình giãy giụa, đưa tay cào cống lên mặt tới rách cả da ra. Nhân diện của hai tên này nhanh chóng sưng phù lên, vết sưng to với hai màu đỏ tím, chỗ nào dính bột thuốc thì đều bị sôi lên như thể axit ăn mòn, phát ra những tiếng xèo xèo kinh dị ớn lạnh. Tên Bình đang quỳ sắp mặt ở cạnh bên thì toàn thân run rẩy. Hắn biết so với chuyện mình vừa bị đánh mấy gậy kia thì nỗi đau bị sư huynh mình hạ độc còn khủng khiếp hơn nhiều lắm. Ông Khánh chỉ cười lạnh, thản nhiên nhìn đối phương đang bị hành hạ. Có vẻ như ông đã rất quen với mấy chuyện như thế này rồi. Ông già bỏ qua bọn chúng, tiến lại trước mặt ông lão mù, gằn giọng mà nói: "Thằng nhỏ này là đệ tử của mày sao? Có phải không?" Khắp thân ông lão lại tỏa ra một luồng sát khí dày đặc, một bộ muốn tiêu diệt đi tất cả. Huyền kinh hoàng, cô vội chạy tới trước mặt người đàn ông mù lòa, đưa hai tay ra che chắn. Ông Khánh nhíu mày, nhìn cô như ra ý muốn hỏi: "Mày cũng muốn chết sao?" Thủy từ phía sau chạy tới, ôm chặt lấy ông Khánh muốn can ngăn. Bây giờ thì cô đã hiểu rồi. Ông Khánh hiền lành, nhưng chỉ hiền lành với mỗi mình cô mà thôi. Còn đối với người khác,
ông lão này căn bản sẽ ra tay không một chút nhân từ. Ông Khánh thở dài, gỡ tay cô cháu gái ra, yêu thương xoa xoa đầu, rồi lau khóe mắt cho nó. Đoạn nhìn sang người thầy pháp mù lòa mà cất tiếng nói: đệ tử của mày dám mạo phạm tao, nhưng mà bù lại mày cũng còn được một đứa đệ tử tốt lắm, đã giúp đỡ cho cháu gái của tao. Thôi như vậy đi, hôm nay thằng Khánh này sẽ phá lệ, cho tông phái các người một con đường sống. Huyền nghe thấy thế thì thở phào ra. Vừa rồi cô kinh hãi phát hiện không chỉ cô mà đến cả ông Minh, người sư phụ của cô khi đối mặt với ông lão trước mặt này, cũng đã trung lên hoảng sợ. Thầy Minh có vẻ đã sớm nhận ra người trước mặt là ai, biết rằng mình và các đệ tử vừa mới dạo chơi một vòng ở Quỷ Môn Quan, vì tên bằng đó mà suýt chút nữa dính họa diệt môn. May nhờ của cô gái nhỏ sau lưng người kia cùng với cô đệ tử bảo bối này mới tránh được một tai kiếp. Pháp sư lão niên như thầy Minh hoàn toàn hiểu rõ được, ngoài cha con đệ nhất pháp sư Phượng Thánh cùng một hai tông phái hùng mạnh ra, thì quả thật chẳng còn ai dám dây vào cái vị hung thần trước mặt này đây. Thầy Minh cúi đầu cung kính nói: Cảm ơn tạ sư. Không, cảm ơn thầy Khánh đã tha tội. Lão Khánh vẫy vẫy tay, miệng nói: thôi được rồi, sẵn các người tới thì mau bắt con thủy quái Dư Hầu này lên đi. Thầy Minh cúi đầu vân dạ, quay sang phân phó đám đệ tử của mình. Các thanh niên kia từ trong ba lô riêng của mỗi người rút ra những cái tấm lưới sắt, bên trên thân sắt quấn la liệt những sợi chỉ đỏ. Mỗi chỗ sắt đang xen vào nhau còn có gắn thêm cái móc gai màu bạc, nhìn sắc lẹm như dao cạo. Trải rác quanh lưới là những cái chuông nhỏ bằng hai lóng tay có màu vàng sẫm. Các đệ tử của thầy Minh nhanh nhẹn đan các mảnh lưới nhỏ kết hợp lại với nhau. Chỉ một lúc sau, trên tay của họ là một tấm lưới sắt lớn dài tới 6 thước, mỗi người đang cầm một góc, đồng loạt tiến lại phía bờ hồ như thể sắp giăng lưới. Thầy Minh mù lòa không thể thấy gì, nhưng bao nhiêu năm qua đã luyện tập các giác quan khác đến thông tuệ minh mẫn hơn cả người thường. Thầy cảm giác được lưới đã đan xong, lúc này thì cau mày nói: Làm sao để con thủy quái đó xuất hiện mà bắt lại đây? Ông Khánh cười lên sang sảng, bước tới 2 bước rồi nói: Muốn để nó xuất hiện sao? Đơn giản rồi, chúng ta cần mồi. Mà mồi câu thì không phải đã có sẵn đó rồi hay sao? Nói xong, lão rút trong tay nải ra một con dao nhọn đầu sắc lẹm, đi tới trước người của tên sư đệ lúc này đang quỳ mà run rẩy. Lão Khánh ngồi thụp xuống, nhỏ giọng nói: Sư đệ à, mày lên đường thôi. Rồi không một chút do dự, giơ cao tay đâm mạnh vào lưng trái của lão Bình. Vết dao sắc lẹm đâm lúc cắn xuyên thấu qua tim gã sư đệ. Hắn trùng trùng lên một cái rồi tắt thở đi tại chỗ. Ông Khánh không dừng lại, quay qua nhìn đạo sĩ Bằng và trưởng làng Ngạn lúc này cũng đang nằm thôi thớp, khuôn mặt cháy xém biến dạng, da thịt nhão nhoẹt tuôn ra mủ nước và độc dược. Chỉ khẽ lìa tay, cổ họng của hai tên trúng 2 vết cắt sắc lẹm, chúng dậy lên một cái rồi nằm bất động đi. Thủy nhìn thấy ông Khánh giết người thì thét lên đầy sợ hãi, xoay phắt lưng lại, hai tay ôm lấy mặt không dám nhìn tiếp, nước mắt chảy ra đầy trên mặt. Huyền cũng âm thầm nhỏ lệ. Tên Bằng tuy là phản đồ độc ác, nhưng dù gì cũng đã cùng cô sinh hoạt chung với đạo quán cả mấy năm trời. Thầy Minh cũng cảm nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, chỉ khẽ thở hắt ra thường thượt. Kết quả hôm nay là do tên đệ tử này gieo ác nghiệp mà ra cả thôi. Các vị đồng môn đang cầm lưới phép bên hồ nhìn thấy cảnh này thì cũng không nỡ, nhưng vẫn bất động. Bọn họ hiểu rõ bản thân không thể làm gì được, hơn nữa người chết thì cũng đã chết, có muốn cứu cũng không được. Lão Khánh nhìn thấy cô cháu gái đang xoay lưng về phía mình che mặt khóc thì chợt lâm vào trầm tư. Một lát sau, lão khẽ thở dài, dời đi tầm mắt, rồi nắm 3 chân cái xác mình vừa giết, kéo tới bên bờ hồ, quăng xuống dưới.
Mặt nước lay động mạnh khi có xác người rơi vô. Từ vết cắt ở lưng và cổ, trên thân thể của ba gã đàn ông, máu tuôn ra xối xả. Theo những gợn sóng bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, đỏ thẫm cả một góc hồ. Mùi tanh nồng của máu người nhanh chóng đánh động con thủy quái đang đói bụng ở dưới lòng đầm thuồng luồng kia. Một đợt bong bóng khí to lớn từ bên dưới đáy hồ phun trào lên. Dưới ánh sáng nhạt lành lạnh của vầng trăng đêm, nơi phía giữa mặt hồ đen ngòm bắt đầu có tiếng quẩy nước dữ dội. Những tiếng ồm ạp liên tục phát ra, những làn sóng cũng ngày một lớn hơn, đua nhau vỗ vào bờ, vang lên những âm thanh gấp gáp. Từ vị trí trung tâm, dưới mặt nước hiện ra một cái cặp mắt đỏ ngầu, to như hai cái đèn ô tô, tỏa ra cái nhìn hung tợn, đầy khát máu. Ánh mắt này quét tới đâu thì người bị trúng có cảm giác tê liệt toàn thân, run rẩy không thể cử động, dù bản thân luôn gào thét phải có phản ứng lại với mối nguy hiểm kia. Nước tản nhẹ ra, con quái vật dưới đầm thùng luồn từ từ trồi đầu lên. Những người có mặt trố mắt nhìn trân trối khi trông thấy nó. Đây không phải là con thùng luồn trong thần thoại dân gian gì cả. Đây là một con trăng nước to lớn và quỷ dị vô cùng. Toàn thân của nó to lớn gấp đôi, gấp ba con người. Khắp thân chằng chịt những miếng vảy nhỏ đang xen lên nhau. Màu sắc đen tuyền phủ kín toàn bộ từ đầu tới chân. Cái đầu tam giác của con trăng nhìn càng kỳ quái hơn. Bên vành miệng, ngoài hai cái răng nanh chủ đạo màu trắng hiếu, thì còn mọc ra thêm một dải răng nhỏ khác có màu đỏ tươi, nhọn hoắt, trải đều quanh bên mép. Thêm bộ trang phục này, hèn chi nó có thể cắn xé con mồi tới độ chỉ còn sót lại cái đầu lâu người trôi nổi trên mặt hồ. Phía trên hai con mắt to đỏ ngầu, không có con người đó của con trăng tinh, còn nhú ra hai cái lông mao to cỡ một cái đầu người. Phần lông mao này trông mềm mại như sợi bông gọn, màu tím quỷ dị, lại không thấm một giọt nước nào, dù ngập chìm trong làn nước bùng sình nhầy nhụa kia. Lão Khánh quan sát con trăng tinh có nhân dạng kỳ lạ một lúc, rồi cười nói: Là dòng trăng quỷ ở vùng Đại Ngàn. Sư đệ à, mày cũng nhọc công rồi đó, dám đến tận khu vực nguy hiểm kia mà trộm con của chúng. Cũng may loài này cần thời gian rất lâu mới tu luyện được hoàn chỉnh, bây giờ mới chỉ thành công được bước đầu thôi. Được, phần độc và phần mật của mày là thứ thuốc tốt. Thằng Khánh này muốn định chắc rồi. Con trăng tinh theo mùi của máu tươi, nó uống lượng thân mình, quẩy nước một đoạn bơi đến sát bên bờ, tiếp cận mấy cái xác kia. Một tiếng phì hung dữ vang lên. Con trăng lớn ngóc đầu lên khỏi mặt nước, há to cái miệng đỏ lồm như chậu máu, với dãy trăng nanh sắc nhọn mà phóng tới. Cứ một ngoạm, nó lại nuốt sống lấy một cái xác. Trước khi bị nuốt xuống, xác thịt của ba tên đàn ông còn bị trăng nanh dây nghiến qua một lần, đến xé toàn thịt máu nội tạng đi. Ba kẻ thủ ác trong âm mưu nuôi trăng tinh ở đầm thùng luồn đã bị đền tội. Vì kế hoạch này chúng lừa tiền của bà con, giết hại một số lượng lớn gia súc để cúng tế làm mồi cho trăng tinh. Tội ác không chỉ dừng lại ở đó, vì để cho thời gian nuôi luyện được trút ngắn, bọn họ nhẫn tâm giết hại đi ba sinh mạng người vô tội ở trong làng mà đem hiến tế. Có lẽ ba tên ác độc cũng không ngờ được rằng giây phút cuối đời mình sẽ trở thành món ăn chính cho cái thứ mà mình dốc lòng nuôi nấng kia, làm mồi cho nó cắn nuốt, nhai nghiến. Ba xác người đền bù vừa đúng cho ba sinh mạng vô tội chết oan chết uổng. Luật nhân quả không bao giờ sai. Kẻ gieo nghiệp sát, nhất là sát nhân, thì đều dùng chính mạng sống của mình bồi thường lại cho thích đáng. Thầy Minh đứng trên bờ nghiêng tai nghe ngóng, phán đoán tình hình. Lúc này chợt hét lên: Mấy con ngẩn ra đó làm gì? Mau lên, búa lưới đi. Đám đầu đệ nghe thấy thầy mình quát lớn thì mới sực tỉnh, lao ngay xuống hồ, trùm lưới phủ lên thân thể con trăng to lớn. Con trăng đang say mồi cho nên bị bất ngờ.
Nó chưa sinh ra linh trí lớn như khi đã thành tinh, vẫn còn trì độn như loài dã thú mà thôi. Cứ tưởng bọn người trên bờ đang cho nó ăn, không ngờ lại lao xuống muốn bắt nó. Trăng quỷ há miệng phì ra những làn hơi hôi thối tanh tưởi, toàn thân nó uống cong vùng vẫy quẩy đạp, nước văng tung tóe trúng đồng một cốc đậm. Nhưng nó càng vùng vẫy thì các cái móc bạc nhọn hoắt gia cố trên tấm lưới sắt càng cắm chặt vào người nó hơn. Từ vết cắm phun ra những dòng dịch đen xì nhầy nhụa, cái chuông nhỏ trên tấm lưới sắt cũng trung linh liên hồi, âm thanh len keng chối tai vang vọng tâm thần của những người xung quanh. Con quái vật càng quẩy càng hăng, nó mạnh vô cùng. 10 người thanh niên nắm các gốc lưới xung quanh cũng bị cho nó giật ngã nghiêng, uống đầy nước đầm, cả người lấm lem bùn nhão. Nhưng bọn họ là những pháp sư được huấn luyện rất tốt, sức vóc cũng hơn hẳn người thường. Tuy bị giật ngã trong làn nước nhưng không hề buông tay ra, cứ ngã xuống lại vùng lên mà cố trụ vững. Rồi tiếng hét của một thanh niên trưởng nhóm vang ra. Họ bắt đầu dốc sức hò nhau mà lôi kéo tấm lưới sắt, từ từ mà ép con trăng lên phía bờ đất. Lúc này đã có nửa nhóm người lội được lên bờ, có điểm tựa là đất đai vững chãi. Các thanh niên trên bờ bắt đầu nghiến trăng nghiến lợi, dùng hết sức lực toàn thân mà kéo mạnh tấm lưới sắt kia. Con trăng đã bị kéo nửa thân lên khỏi mặt nước, đầu của nó quậy đánh trầm trầm trên mặt đất. Những chỗ bị móc sắt bàn bạc cắm vào thân đánh chảy máu đen của nó, lúc này bỗng đồng loạt phun ra những làn khói độc đen xì. Nó muốn giết những kẻ đang nắm lấy tấm lưới xung quanh. Thầy Minh tuy mù lòa nhưng lại nhanh như cắt lao thân tiến sát lại bên tấm lưới, thân thủ chuẩn xác, như thể có một con mắt thứ ba dẫn đường vậy. Hai tay của thầy dán lên tấm lưới hơn chục lá bùa vàng tươi. Bùa giấy thấm nước nhanh chóng mắc lại bên trên. Bùa vừa dán xong thì con trăng quỷ gào trú lên như thể bị điện giật, biểu tình thống khổ đau đớn vô cùng. Các lớp khí độc đen xì vừa phun ra nhanh chóng bị đánh tan trong không khí. Hàng trăm chuông nhỏ lắc lư vang lên âm thanh trền vang, như đang trấn áp con trăng tinh ngày một gấp gáp hơn. Con trăng tinh dãy dụa bằng hết sức bình sinh, và bỗng nhiên nó im bặt, đầu nó khựng lại, nhìn về một hướng với vẻ thèm thuồng. Là nó nhìn về hướng của thủy. Bản năng của trăng quỷ cho nó biết đây là một con mồi ngon, ăn vào sẽ gia tăng rất lớn thực lực của bản thân. Trăng quỷ dùng toàn bộ sức lực lao tới người cô bé, kéo lê cả tấm lưới sắt, kèm theo 10 người thanh niên đang ra sức níu. Cả đoàn bị kéo lê trên đất không kịp trở mình, 2-3 người đã mất đà mà buông tay ra khỏi tấm lưới sắt đang vây giữ lấy con quái kia. Trăng quỷ há ra cái miệng trọng đè màn lưới xuống, toàn đớp lấy con mồi. Tuy hoảng sợ ngã bệt ra đất, hai tay theo bản năng giơ lên chống cự. Lúc này sợi dây đeo trên cổ tay chợt đứt ra, từ trong túi thơm phun ra một làn khói xanh nhỏ. Toàn thân cô bé nóng tràn lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Trăng quỷ còn cách cô bé tầm 2 gang tay thì như bị đụng trúng một bức tượng vô hình, đầu nó bị đánh bật ra phía sau ngay lập tức. 10 người đệ tử của thầy Minh lúc này đã hoàn hồn, đồng loạt bò dậy, dùng chân đè mạnh tấm lưới, dùng cả thân người mà kiềm giữ con bò sát to lớn đó. Lúc này nghe âm vang tiếng hét giận dữ của ông Khánh. Con mẹ nó, hết mấy thằng ngu lại đến con súc vật, đều chủ ý đánh vào cháu gái của tao, thật coi tao chết rồi hay sao đó. Lão Khánh nhanh như cắt lao tới đầu con trăng quỷ, nhằm cái lúc nó há cái miệng gào thét mà ném vào trong họng của nó một cái túi thuốc bột. Lão lại chụp lấy thanh kiếm gỗ của tên bằng lúc trước còn vứt trên đất, đạp chân lên lưới sắt mà chạy lên đứng trụ trên đầu con trăng quỷ, đập mạnh lên đầu của nó 3 lá bùa to lớn. Xong lại vung tay cắm mạnh thanh kiếm gỗ vào lá bùa ngay giữa trán con quái vật. Thanh kiếm gỗ mỏng manh như vậy mà lại dễ dàng đâm xuyên qua lá bùa, cho cắm phập hơn nửa thân kiếm vào bên trong não của con vật. Con trăng đau đớn gào rú lên, quấy mình bình bịch. Đám thanh niên cũng lắc lư theo cái lực chống cự mạnh mẽ này. Lão Khánh thấy vậy mà vẫn ngồi được trên đầu con trăng quỷ, thủy chung không ngã đi. Hai tay của lão tóm được 2 nhúm lông mao màu tím kia, rồi nhổ mạnh ra khỏi đầu nó. 2 nhúm lông mao này vừa bị giật đứt đi thì nhanh chóng bị phân quỷ thành bột mịn. Đây là nơi tụ tập sức mạnh của con trăng tinh, cho nên khi vừa bị nhổ đi mất, nó lập tức yếu ớt đi rất nhiều lần. Lão Khánh lại rút ra cây dao bạc sắc lạnh, cắm xuống đầu nó,
rồi lui nhanh ra phía sau, kéo dài vết rạch khắp thân người của nó như muốn xẻ nó ra làm đôi. Vết thương kéo dài tới đâu, từ trong thân mình trăng quỷ phun ra máu mủ đen ngộm hôi thối, quỷ khí phun ra từng luồng như sương đen dày đặc. Bùa chú của thầy Minh lại phát ra tác dụng, nhanh chóng thanh trừ đi, không để những người xung quanh bị liên lụy hít phải những cái luồng khí độc đó. Lão Khánh xẻ thịt con vật xong thì ung dung nhảy xuống đất, lạnh lùng nhìn hiện trường. Con trăng to lớn lúc này đã trọng thương chí mạng, toàn thân phun trào máu đen, ướt sũng cả một vùng đất cùng với một mảng dài trên đầm lầy. Nó trung thân co quắp một hồi rồi ngã phịch xuống đất, bất động chết đi. Cả đám người thở phào nhẹ nhõm. Thầy Minh tiến lại bên lão Khánh, cung kính mà nói: "Cảm ơn thầy đã giúp một tay trừ diệt cái tai họa này." Lão Khánh lúc này trên người đã ướt nhẹp máu đen của con quái vật, cộng thêm khuôn mặt ác độc vốn có, nhìn bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Lão xua tay nói: "Không cần cảm ơn ta, là các người quá vô dụng thôi. Xích chút nữa cháu ta xảy ra chuyện rồi đó." Thầy Minh không phật lòng với lời trách mắng này, chỉ cúi đầu vâng dạ, tỏ ý hối lỗi. Lão Khánh không quan tâm đến ông ta nữa, rút trong tay nải ra một cái bình sứ, đến bên cạnh đầu con trăng quỷ mà lấy nọc độc, rồi đi ra một vị trí nơi thân con vật, dùng dao bạc cắm vào, mổ xác ra. Một lúc sau thì kéo ra một túi mật to lớn, bày nhầy tanh tưởi. Lão thản nhiên nói với thầy Minh như ra lệnh: "Đốt xác nó đi, đốt cho tới khi thành than mịn thì mới được dừng." Thầy Minh cùng đám đồ đệ trăm rắp nghe theo, bắt đầu tháo lưới đốt xác. Cái mùi thịt bốc lên tỏa ra khét lẹt theo thời gian, cho tới khi con trăng quỷ cháy ra thành than, rồi lửa mới nhỏ dần đi. Trong vùng than cháy to lớn đó có xương của con trăng, cũng có xương và đầu lâu của con người. Trong khối đen cũng bay ra một chùm ánh sáng trắng. Những ánh sáng đó giống như linh hồn của những sinh vật đã bị trăng tinh ăn thịt, phát ra những âm thanh êm tai như mừng rỡ vì cuối cùng cũng được giải thoát. Chúng nhanh chóng bay lên cao, tan biến vào hư không. Thủy vẫn còn ngồi bệt trên đất, bó gối mà run rẩy, nước mắt tèm lem. Cô chỉ là một sinh viên 20 tuổi đầu mà thôi, nào đâu có từng trải qua những chuyện kinh khủng như đêm nay. Nào là giết người, là trăng quỷ, nhất thời cô không kịp tiếp nhận được cái hiện thực này. Ông Khánh đi tới, ngồi xuống trước mặt cô bé, thở dài mà nói: "Con có biết hay không, nếu mà con gặp ta cách đây mấy năm đó, thì không chừng ta mới là kẻ muốn giết con, chứ không phải là ba gã đàn ông trong bụng con trăng kia đâu. Con thấy rồi đó, ông đây là một kẻ ác độc như vậy, con có còn thương cái thân già này nữa hay không? Còn xem ông là người thân nữa hay không?" Nói rồi lão đứng lên, kéo lê phần mật trăng to lớn mà nói: "Nếu con không chấp nhận được thì không cần tới nhà của ta nữa. Ông cũng không ép con. Số tiền mà ông giao cho con giữ, con cứ dùng đi, lo cho việc học và chăm sóc mẹ già. Có lẽ duyên phận ông cháu ta tới đây là hết rồi." Xong ông quay qua phía Huyền, nói: "Giao nó cho cô, nhớ chăm sóc cho nó đó." Huyền gật gật đầu biểu thị đồng ý. Ông Khánh lại nhìn cô cháu gái một chút rồi quay người rời đi. Bóng dáng của người đàn ông lão niên dần dần chìm vào trong màn đêm. Tấm lưng cô độc thẫn thờ nhìn tới đáng thương, đâu còn bộ dạng ngạo nghễ dẫm đạp lên thương sinh như khi đối mặt với tất cả như trước nữa đâu. Huyền đến bên cạnh Thủy, ôm lấy cô bé mà an ủi. Thủy lúc này mới gào khóc lên, nước mắt tuôn ra như mưa, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đến chính cô cũng không biết mình đang than khóc vì chuyện gì, chỉ thấy trong lòng rất đau, đau nhói lên từng cơn bất tận. Đám thanh niên thu dọn chỗ xác con trăng đã quá thành than kia, lùa hết những phần tro tàn và xương quái vật cộng với xương của người xuống đầm thùng lũng. Tất cả đều chìm đi trong lòng nước sâu thăm thẳm, ngập trong lớp bùn đen dày đặc. Tội ác của một kế hoạch mang trợ kinh hoàng,
cuối cùng tất cả đều kết thúc, nằm yên với con đầm thùng luồng thần bí của làng Hoàng Thành. Sáng ngày hôm sau, trong căn bếp của nhà ông Khánh vang lên những tiếng động nhỏ, là Thủy đang lúi cuối làm bữa sáng cho hai ông cháu. Cô bưng mâm đồ ăn lên đặt trước giường của ông, mời ông ăn cơm. Ông Khánh hơi sững sờ nhìn cô mà hỏi: "Ừ, sao con lại về đây? Con không sợ ông sao?" Thứ nhìn ông già có vẻ mặt hung dữ kia, chỉ mỉm cười yêu quý rồi lắc lắc đầu, xong thì xới cơm vào bát cho ông. Ông Khánh đứng dậy, yêu thương nhìn cô cháu gái nhỏ. Cả hai bắt đầu một ngày mới cùng vui vẻ ăn cơm, không nói với nhau thêm một lời nào nữa. Ở trên đời này có những thứ tình cảm gọi là thấu hiểu, có thể tự cảm nhận giữa con người với con người. Tình cảm đó còn quý hơn trăm vạn lần so với lời nói phát ra từ miệng. Mấy ngày sau, Thủy xin phép đi về quê thăm mẹ. Trong căn nhà của ông Khánh bây giờ có một vị khách đang ngồi trên ghế đối diện với chủ nhà. Vị khách là một người thầy tu, mặc áo nâu sòng giản dị, vẻ mặt hiền lành. Tuổi của sư đó có lẽ cũng ngang bằng tuổi của ông Khánh vậy thôi. Cả hai đều già rồi, nhưng ánh mắt thì đều minh mẫn, lại có nét tang thương của người từng trải qua muôn vàn thế sự. Sư là trụ trì của ngôi chùa ở cuối làng, gần nhà của ông Khánh. Không ai biết chính vị sư này đã đưa ông Khánh về đây sống. Cuối cùng theo dòng chảy tự nhiên của duyên phận nên phát sinh ra nhiều chuyện như vừa qua. Sư chắp tay niệm Phật hiệu, mỉm cười mà nói: A-di-đà-phật. Ông Khánh à, ông thay đổi thật rồi. Ông Khánh nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay xua xua bật cười, không có vẻ tôn trọng khi đối mặt với sư thầy, mà chỉ là một sự xuề xòa, thoải mái tự nhiên như hai người bạn thâm niên. Ông nói: "Thầy nhầm rồi, tôi vẫn vậy thôi, chẳng có gì thay đổi cả. Mạng của tôi là do thầy cứu. Thầy tới đây đổi lại hay sao đây?" Sư thầy cũng bật cười với câu nói đùa của ông lão. Nhớ năm đó, ông Khánh với cái danh đệ nhất tà sư, khắp nơi gây nghiệt, giết người như ngoé, cuối cùng thì gây thù chuốc quán với vô số kẻ thù. Trong một lần lão bị dẫn dụ trời đi, thì ở nhà, kẻ thù tìm tới tàn sát cả nhà của lão để phục hận. Lúc lão quay trở về, thi thể của vợ con đang nguội lạnh hết cả rồi. Trong một đêm, lão mất đi hết tất cả. Đứng trước nỗi đau bị mất đi người thân, lão Khánh bị thương tuyệt vọng tới cùng cực, tới nỗi muốn tự sát đi. Và may mắn thầy sư trụ trì có mặt ở đó, kịp thời cứu lấy ông ta. Sư ôn tồn nói: "Ông ba năm ẩn cư rồi, sao không đi hành đạo cứu đời đi? Luật nhân quả vốn..." "Thôi, tôi cùng với sư đều là người học đạo, không cần giảng nhân quả với tôi đâu. Tôi hiểu mấy thứ đó mà, nhưng mà không có nghĩa là tôi phải tuân theo. Tôi muốn cuộc sống của mình là do chính mình quyết định, thoải mái mà làm những việc mình muốn, không câu nệ cái gì. Mấy cái báo ứng gì gì đó đó, khi nào nó tới thì tính sau đi." Sư thầy thở dài lắc đầu. Người tà sư trước mặt quả là một quái nhân. Tuy được sư cứu cho một mạng, nhưng ông ta nói rằng mạng sống thì nợ của thầy, nhưng thân thể là của ông ta. Ông ta sẽ làm những gì mình muốn. Vậy mà vì sự trừng phạt bản thân mình, lão Khánh tự coi mình thành một kẻ tàn phế, tự hành hạ bản thân nằm liệt một chỗ trên giường, không động đậy. Coi đây là một hình phạt mà ông tự đưa ra cho chính bản thân. Nếu không phải có sự xuất hiện của cô cháu gái kỳ lạ kia, có lẽ lão muốn vĩnh viễn trở thành phế nhân, nằm bất động cho đến hết đời, chết mòn trên chiếc giường bệnh. Một đời tà sư làm ra không biết bao nhiêu việc hung ác, tài sản của lão Khánh lớn vô cùng, thừa sức mà nằm trên giường đến mấy đời cũng tiêu không hết số tiền trong tay. Đối với kẻ đã giác ngộ thì tiền bạc đối với họ dù có bao nhiêu đi chăng nữa cũng tựa như phù du gió thoảng mà thôi. Sư thầy lo lắng hỏi: "Ông bây giờ đã không muốn làm người tàn phế nữa, vậy sắp tới có dự định gì chăng?"
chắc tôi sẽ tìm lại cô nhân mà ôm chuyện cũ. Có lẽ là đi tìm thầy Tư thôi. Nghe nói cái tên đó khi gắt kiếm thì phát phì như một con heo mập vậy, không biết còn tranh đấu được với tôi hay không. À, cũng có nghe đứa con trai của hắn có danh hiệu đệ nhất pháp sư, gọi là Phượng Thánh gì đó. Tôi cũng muốn biết thực lực của thằng nhỏ như thế nào. Sư à, ông già ta một đời gia chậm, một chanh một tà, đến cuối cùng già đi lại thành bạn thầm niên, đúng là không thể ngờ được đó. Duyên phận diệu kỳ mà, đúng là duyên phận diệu kỳ đó. Ông Khánh thâm ý nhìn sư thầy rồi nói: Thôi mà, tôi biết thầy lo lắng chuyện gì, nhưng yên tâm đi, tôi đảm bảo với sư, tôi không hại người nữa. Nhưng mà kẻ nào không có mắt chọc vào cấm kỵ của tôi thì là do nó xui xẻo văn số thôi nha. Nói xong cái câu nói bá đạo, ánh mắt lão Khánh chợt dịu xuống mà nhỏ giọng nói: Kỳ thực tôi giả bệnh nằm liệt 3 năm, cũng không phải là không có thu hoạch gì. Nè, chẳng phải tôi có được một cô cháu gái thật lòng xem tôi là người thân mà đối đãi đó sao? Nói cho sự nghe, con bé đó nó dạy tôi một điều thú vị nữa đó. Sao? Cô bé đó dạy ông một điều sao? Sư thầy ngạc nhiên cũng không có gì lạ, bọn họ tuổi đời đã bao nhiêu rồi chứ, có gì chưa từng trải qua, không hướng dẫn cho hậu bối thì cũng thôi đi. Vậy mà lão Khánh lại nói thủy dạy cho ông ta một chuyện, đây là như thế nào vậy? Ông Khánh phá lên cười. Có cái gì mà ngạc nhiên quá vậy? Con Thủy nó dạy cho tôi biết một điều, thì ra là yêu thương một người, cứu mạng một người, lại có cảm giác tốt đến như vậy đó. Cái cảm giác này, đây là lần đầu tiên tôi có được đó. Ông Khánh tét miệng cười vang, như thể thấy rất thú vị. Trên khuôn mặt giống hung dữ đó, vậy mà lại hiện ra một nét hiền lành ấm áp mà bất kỳ ai bây giờ cũng có thể cảm nhận được. Sư thầy cũng vui, chắp tay niệm Phật hiệu. Vị tà sư này thật đã thay tâm đổi tính rồi, đúng là người tự giác ngộ, bao giờ cũng tốt hơn nhiều lần so với được người khác dẫn dắt ép buộc. Họ là tự nguyện, toàn tâm toàn ý đi theo nẻo chánh, chứ không bị sự thúc giục ép buộc nào quấn thân cả. Người như vậy, một khi lựa chọn con đường thiện thì mới chính là đại thiện. A Di Đà Phật. Hai người bạn già lại nhìn nhau mà cười lớn, không nói thêm gì. Vài ngày sau, Thủy từ quê quay lên thành phố, rồi lại về làng Hoàng Thạnh thăm ông. Khi bước vào trong nhà, cô thấy nhà cửa trống trơn, tay nải trên tường cũng không còn. Ông đi mất rồi. Thủy hoàng hồn đi tìm xung quanh, một lúc thì thấy bên cạnh giường có một lá thư, là lời nhắn của ông Khánh để lại cho cô. Bên cạnh còn có một cái thẻ ngân hàng kèm ghi theo mật khẩu. Trong thư viết rằng: Cháu gái của ông, ông để lại cho con tất cả những gì mà ông có đó. Ông không hiểu biết gì về ngành y mà con theo học, chỉ hy vọng là với số tiền để lại này, con sẽ học thành tài, trở thành một bác sĩ thực thụ để mà cứu người bệnh tật. Thân già của ta đó, tội nghiệp quá nhiều, nên phải ra ngoài trả nợ thế nhân thôi. Không biết khi nào ông mới có thể quay lại để mà gặp con nữa đây. Chỉ hy vọng lúc đó đó, con không chê lão già này nghe. Ông rất là thương con, cháu gái nhỏ của ta, và cũng là người thân duy nhất còn lại của ta. Thúy đọc xong thư thì ôm mặt hòa khóc lên. Cô bé không nghĩ rằng mình lại chia ly với người ông kính yêu này nhanh tới như vậy. Cô chạy ra cửa mà gào lên: Ông à, con chính là cháu gái của ông, con rất kính yêu người. Ông hãy chờ con, nhất định sau này con sẽ học thành tài, đúng theo ý nguyện của ông. Nếu người không chịu quay về gặp con nhất định sẽ đi tìm người,
để phụng dưỡng cho tới cuối đời. Tiếng khóc vang lên tan vào không trung. Phía bên kia, bầu trời xanh màu ngọc bích, từng cụm mây trắng nhẹ nhàng trôi cùng những tia nắng sớm mai ấm áp. Cuộc đời của người tà sư chuyên đi hại người kết thúc trong bi thảm, nhà cửa tan nát. Đến lúc quay đầu thì có thiện báo, được nhận về một cô cháu gái thật lòng yêu thương đối đãi, xem như người thân ruột thịt. Cuối cùng vị tà sư khi giác ngộ, hồi đầu hướng thiện đó, đã không còn cô độc nữa rồi. Trên cuộc đời này vẫn còn có một người cháu nhỏ luôn chờ đợi ông ta quay về. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Quái nhân trên giường bệnh của Phi Hưng. Rõ ràng thì chúng ta thấy Phi Hưng cũng đang có một cái ý định xây dựng những cái bộ truyện mà trong đó sẽ có bỏ nhỏ những cái chi tiết liên quan với nhau. Hy vọng là ở tương lai sắp tới, chúng ta sẽ cùng đón nghe được một cái bộ truyện nào đó với đầy đủ những cái nhân vật đặc sắc của Phi Hưng kết hợp lại, cùng chờ xem một cái câu chuyện nó to lớn hơn hay là nó mang đậm cái tình tiết hơn. Huy cũng mong chờ cái điều đó. Không biết là mọi người như thế nào? Chúng ta cùng chờ đợi Phi Hưng vậy. Mời tất cả quý thính giả đón nghe ở những bộ truyện sau nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm thật ngon giấc.